Châu, quý ông bà, quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay là mình đi câu cá rô mọi người ơi, câu cá rô ở trên khu này mọi người. Thấy cá nó ụt cái khu vực này quá trời luôn rồi mình đem mình câu lên mình câu. Mà hôm nay trời gió quá mọi người ơi. Có ồn á mọi người thông cảm cho mình nhé. Mời mọi người cùng mình trải nghiệm buổi câu cá rô ngày hôm nay nhé. Gió quá mọi người ơi. Bây giờ mình đi bỏ dùng nha. Cá mọi người. Giờ mình nướng ăn mọi người. Cái lớn bữa nay đi.
mọi người ăn cùng mình nhé. Wow, thơm trời. Không gì ngon bằng cá đồng nữa. Ngọt quá. Thật là thú vị mọi người ơi. Trải nghiệm sống thử thách 24 giờ sống ở ngoài đồng á, thật là thú vị. Wow, cá này có trứng luôn mọi người ơi. Ngon quá. Quá đã, quá đã. Nướng xong ăn liền nó ngọt mà có cái hơi nóng quá. Tuyệt vời, ngon lành cành đào. Trứng cá ăn rất là ngon, béo quá. Quá xa đã. Wow. Quá. Mọi người biết không, mình làm gì đây nè, để mình giữ cái ngọn lửa lại á, đợt chút mình đi bắt ốc vô mình nướng nữa mọi người, ăn con cá cũng chưa đủ no nữa, giờ mình đi bắt chút vài con ốc nữa vô đây mình nướng tiếp tục mọi người. Đây mình bắt đầu đi tìm ốc ở khu vực này nha mọi người. Mình đợi những con ốc nào to to á. Wow. Ốc hết trơn.
Wow, con này chín rồi mọi người. Quá nóng, quá nóng. Mọi người ăn ốc nướng nha mọi người. Người ta nói trong canh canh tác nông nghiệp thì người ta nói nhất nước nhị phân tam cầm tứ giống, còn trong ẩm thực thì nhất nướng nhị chiên tam xào tứ luộc, nó ngon nhất là cái món nướng nha mọi người. Mời mọi người cùng mình ăn nha. Mọi người đã từng ăn cái món ăn dân dã như mình chưa? Nếu chưa thì cùng mình thưởng thức nhé. Ngọt quá mọi người. Cái đồ nướng nha, cái này ngọt luôn. Ngon mà nóng quá. Mời mọi người nhé. Ngon tuyệt vời. Wow, 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 wow. Ây da, con này nó bị hơi khét. Nhưng mà ngon mọi người. Món ăn dân dã này rất là ngon. Dân dã rất là đời thường. Ai cũng làm được. Quan trọng là mọi người có đã có thưởng thức chưa hay thôi. Mời mọi người á, con thứ ba. Ngon quá. Ăn ngoài cảnh thiên nhiên, ngoài đồng ruộng này mát mẻ quá mọi người. Gió, gió thiên nhiên luôn. Nguyên một cánh đồng xanh tươi mơn mởn. Thấy không? Chim cò bay đầu thẳng cánh luôn. Mình thì ngồi đây sinh tồn bằng cái món ốc nướng. Từ nãy hết món cá nướng rồi, bây giờ tới món ốc nướng nha mọi người. Ốc nướng này nè mọi người,
nướng nó chín nó khô. Nó khô ăn rất là ngon. Nó vừa giòn giòn mà vừa dai dai, nó ngọt ngọt đó. Thật là tuyệt vời luôn. Tại vì mình ở trên đồng ruộng này mình không có mang theo nước chấm à mọi người. Nên mình hơi thiếu món nước chấm. Phải có nước chấm cái là quá đỉnh luôn. Nhưng mà thiếu mà cũng ngon nha mọi người. Ăn tự nhiên. Cái này là bắt ngoài tự nhiên luôn. Không qua tái chế gì hết. Bắt lên đem đi nướng ăn rất là ngon. Video cũng rất là dài mọi người, mình xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp mọi người trong các clip tiếp theo nhé. Chào tạm biệt cả nhà.